Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay mình đi vào trong rừng này, đây là rừng Nghĩa Trang. Hôm nay mình đến thăm mộ của mẹ chồng. Nếu như bạn nào theo dõi kênh YouTube của mình lâu rồi đó thì cũng xem qua nhiều video mình quay ở khu rừng này rồi ha. Còn như những bạn mới theo dõi trang Facebook của mình thì chưa biết nên cũng hay hỏi là sao không thấy quay ba mẹ chồng đó. Thì mẹ chồng mình mất cũng gần 2 năm rồi. Trong đây là rừng Nghĩa Trang, thì ở dưới những gốc cây là những ngôi mộ. Người ta mất thì sẽ thiêu và chôn ở dưới những gốc cây. Và sau đó thì sẽ lấp đất lên bằng thôi, nên mình sẽ không nhìn thấy những cái ngôi mộ. Mùa hè thì nhìn rừng cũng khá là um tùm, cây cối lá xanh. Mùa thu đến đây thì lá vàng đã xong rồi, lá rụng xuống đây này cả nhà, một lớp lá dày. Những ngôi mộ ở đây người ta chôn ở dưới gốc cây thì tên sẽ được làm lên cái bảng đen và treo lên cây. Mỗi một gốc cây thì cũng có thể có nhiều ngôi mộ. Thì thường là những cái thường là người mất đó sẽ được thiêu và đem đến gốc cây chôn, thì chỉ chôn những cái hũ nhỏ thôi. Thì tất cả ở đây đều là tự nhiên á. Mình đến đây thì mình cũng không có được phép đem hoa đến, mình không có được phép đem cái gì vào đây hết. Và cái hũ mà để đựng tro cốt á, thì cũng phải là từ thiên nhiên, để người ta chôn dưới gốc cây thì sau bao nhiêu năm đó thì cái hũ đó cũng sẽ hủy vào đất, cũng sẽ tự phân hủy. Đó, những cái bảng đen thì người ta treo trên cây á, thường thường là cứ mỗi một cái cây như thế này là một gia đình người ta đăng ký á, thì khi mất thì người ta sẽ chôn xuống gốc cây và cái bảng tên thì sẽ được thay đổi. Cho nên mình thấy có gốc cây thì có cả chục người được chôn cất ở dưới đó, còn có gốc cây thì cũng chỉ một người thôi. Như mọi người nhìn thấy đi vào trong rừng như thế này ha, nếu như ai không biết thì không biết đây là rừng Nghĩa Trang, bởi vì không nhìn thấy bất cứ một ngôi mộ nào. Và mọi người thì có thể đi lại khắp trong khu rừng này, chỉ có nhìn kỹ ở trên cây thì mới thấy những cái bảng tên thôi, thì mình mới biết là dưới những gốc cây đó có mộ. Trong đây nếu như ai muốn được chôn cất ở đây thì phải làm hợp đồng mua cái cây trước. Rồi khi mất đó thì người thân sẽ liên hệ với cái người trông coi khu rừng này để làm thủ tục chôn cất ở đây. Thì khi mà chôn cất thì người đây người ta cũng sẽ làm thủ tục cho mình, rồi người ta sẽ làm hết mọi thứ. Khi làm lễ chôn cất ở trong khu rừng này thì người ta làm lễ cũng rất là nhanh, không có làm lâu, chỉ khoảng 30 phút đến 1 tiếng thôi. Ở Đức hiện tại có rất nhiều khu rừng Nghĩa Trang như thế này, bởi vì càng ngày thì càng có nhiều người họ muốn trở về với thiên nhiên á, và họ muốn là được chôn cất trong rừng. Trước đây thì mẹ chồng mình cũng có nguyện vọng là được chôn cất trong rừng, nên mẹ chồng mình cũng đã làm hợp đồng mua cây ở đây trước. Rồi khi mà mất đó thì con cái chỉ liên hệ với người quản lý khu rừng này, rồi người ta làm thủ tục chôn cất.
khi làm tang lễ thì mình cũng chỉ đem hũ hài cốt đến rồi mình làm lễ, sau đó thì người ta đã đào sẵn một cái hố nhỏ rồi người ta cho mình đặt cái hũ hài cốt xuống, rồi sau đó thì mình sẽ đi về và người ta sẽ tự lắp lại, tự lắp đất lại, thì người ta làm bằng hết để cái khu rừng như là một khu rừng tự nhiên vậy đó. Khi làm lễ ở đây thì mình cũng không được phép đem theo vòng hoa, người ta cắt hoa sẵn cho mình, tức là mỗi người ta sẽ đưa cho mỗi người một cành hoa để mình để xuống mộ thôi. Chứ mình không có được đem theo vòng hoa và không có được để những cái gì mà nó không có về tự nhiên á. Chẳng hạn như đến đây thì mình có thể cầm theo một cành hoa mình đặt ở dưới gốc cây, nhưng mà cầm một bó hoa thì người ta sẽ dọn, người ta sẽ bỏ đi. Mẹ chồng mình là người rất yêu thiên nhiên nên mẹ không muốn là chôn cất ở trong nghĩa trang mà muốn được ở trong rừng. Một cái cây như thế này thì có thể hợp đồng mua 20 năm hoặc là 50 năm hoặc là 99 năm. Tức là lâu nhất là được 99 năm. Thì những cái cây mà to mà gãy á, thì mình thấy là người ta sẽ trồng cái cây kế bên. Thì mình nghĩ là nếu như mà cây nào mà to gãy đổ hoặc là do gió gãy đổ đó thì người ta sẽ trồng cái cây thay thế kế bên. Khi chôn cất trong rừng nghĩa trang này thì không ai được phép làm mộ bia. Vì vậy mà mỗi một cái gốc cây nhỏ thôi là người ta cũng có thể chôn đến cả chục ngôi mộ. Hôm nay là ngày lễ ở Đức, ngày của cha. Trong này người ta làm cả những cái băng ghế gỗ để nếu như ai thích thì có thể ngồi lại ở trong này. Đây là đường bên ngoài rừng nghĩa trang. Ở đây có con đường đi đi bộ hoặc là có thể chạy xe đạp. Một bên là cái khu vườn để người ta đến đây người ta trồng rau, trồng cây, người ta thư giãn ở đây. Nếu như ai không biết thì đi ở ngoài này thì không nghĩ là trong rừng là nghĩa trang. Đây có cái hoa dại nè, đẹp không cả nhà? Bây giờ thì tụi mình lại trên đường đi về nhà, tụi mình sẽ ghé qua McDonald's. Trên đường về thì tụi mình ghé McDonald's để mua đồ ăn về cho nhanh, tại vì mình không có nấu cơm. Mình đang đậu ở đây, mình chờ anh đi đi rút tiền. Ở trong cái đường này thì người ta đang sửa hay sao? Mình thấy người ta để những cái biển báo. Đây đậu xe thì đậu được 30 phút ngày ngày trong tuần á, ngày ngày làm việc á, như từ thứ hai cho tới thứ bảy thì được đậu từ 7 đến 18 giờ là chỉ được đậu 30 phút thôi, ở đó có cái biển báo đó cả nha. Còn ngày lễ thì đậu thoải mái, hoặc là ngày chủ nhật thì cũng đậu thoải mái. Bây giờ tụi mình sẽ lái xe về nhà, mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.